Mẹ hái gì vậy mẹ? Cá sâm hả mẹ? Chút mẹ làm món gì mẹ? Dạ. Thôi. À. Hái sâm để đi. À. Dạ. Bông bông mà tưởng trái. Ủa trái đâu mà? Trái sâm mà mày ăn được không mà? Không. Dạ. Cho mày mượn đi sao hả? Lá sâm này mình một mình làm gì mẹ? Dạ. Chút giỏi quá. Sao Hà bưng ghế lại cho mẹ hả? Sao Hà không chịu rồi. Chút giỏi quá. Cái nhà cũng giỏi luôn. Chạy đi. Chiếc lá, mấy cái lá sâm ra sao mà? Mấy lá sâm mình nhận dạng sao mà? Dạ. Chúc giỏi quá, chúc cho cô chú xem luôn. Đừng có leo lên xin mẹ thôi hả, xuống đi. Rồi. Sư Hà với chút phối hợp hay quá. Mẹ hái Sư Hà truyền xuống. Còn chút thì bỏ lá sâm xuống. Dạ. Mình hái nhiều hả mẹ? Mình hái cỡ mấy rổ mà. Thế giờ ơi. Cái gì vậy hả? Bữa đi giờ bà chủ nó lại đó. Cơm lại á. Ừ. Rồi. Mấy em giỏi quá. Rồi. Bây giờ là bên đây là hết rồi, bây giờ mình qua đây. Qua đây nữa. Ừ. Nè. Rồi mày xuống đi. Rồi thôi. Rồi, tạm biệt cô chú. Bye bye bà cô chú đi. Hai đứa bye bye bà cô chú. Rồi, tạm biệt cô chú nha. Ủa. Rồi xong rồi, chiều cũng giòn nè. Thì cái này bỏ mần nang vô nó cứng rồi nè má. Ừ. Rồi cứng ngon quá ha nè. Đó nó cứng mà cái con này. Cái này không có nang bằng nang này cô chú. Trời ơi nó lỏng le nè. Với lại cái nước sau, nước gì nữa.
Thế kệ đi, để đi sáng rồi mình nghe nó cũng cứng rồi. Ở này có mực nang vô nè, trời ơi nó cứng ngon ghê á. Cái này là sâm long nè. Sâm long. Ờ sâm long. Ngon quá ha, để sáng ăn ha. Giờ tối rồi. Làm gì Sức Hà? Tủ Sức Hà ơi. Làm gì vậy con? Ờ chơi gì nè.